Alo, alo, bà con ơi, hôm nay là sáng chủ nhật ở Mỹ, cũng là ngày mùng 1 tháng 9 âm lịch. Thì sáng sớm đây là cử ăn sáng chay của Tony Lê, gồm có một ly cà phê đen. Lý do tại sao uống cà phê đen để cho đừng bị đường cao đó quý vị, để mình đừng bị tiểu đường đó quý vị nhé. Kìm hãm cái mức đường của chúng ta. Rồi, kế bên là không thể nào thiếu được cái ly trà xanh. Lý do tại sao uống trà xanh? Trà xanh để cho mình chống lão quá đó, mình trẻ đẹp đó quý vị. Ok, rồi hôm nay thì Tony Lê không ăn mì chay mà chuyển sang ăn miếng chay nấm đông cô. À, thấy chưa, thấy hấp dẫn chưa, lần đầu tiên ăn luôn đó quý vị. À, nhìn thấy hấp dẫn quá đúng không, chưa ăn mà thấy nó coi như là chảy nước miếng rồi đây. Đó, đồ chay ngon vậy thôi đòi hỏi gì nữa. Ăn chay để chúng ta bớt sát sinh, tu tâm dưỡng tánh quý vị nhé. Đây, cà phê đen, trà xanh.